Đi mày. Tao nói hông là hông nghe. Mày mà xin nữa là mày tàn canh gió lạnh mỹ tao. Đi. Tao nói vậy đó. Mày có xin 20 đi. 20 ngàn à. 20-30 ngàn đâu. Bây giờ sửa 40-50 ngàn đồng bạc. Vì hũ kem này nhiêu mà mày sức cửa sẽ ghê vậy. Mày thấy ghê không? Hả? Suốt ngày trà sữa. Nó ngon lắm. Ngon không mày, ngon không? Ngon cái nào cũng không được chứ. Trời. Tao nói hông là hông nghe, mà đừng dẫn ngư tao nha. Sao mày xích kem được có ly sữa mới cho con là sao vậy? Mẹ xích kem mẹ trắng. Cú trà sữa có trắng nổi không? Nhưng nó mập. Mập không? Mập. Hả? Trời ơi, chưa nghe câu mà sữa mẹ thấy ăn trúng chứ sẽ xin mà sữa nhỏ hả? Gán đi chừng nữa mày đẻ thêm đứa nữa mày cho uống sữa. Ông trà sữa thôi trời ơi. Mày cãi không? Trời ơi, con đang thèm không lại, thấy bạn uống theo mà. Mày theo mà, tí xíu mày tới số mày tao đó mày theo nha. Đi mẹ. Tao nói không là không đó, mày đừng có. Đi vô trong ngủ liền. Đi ngủ với tao liền nha. Tao không có nói nhiều nha, tao ăn xích kem nha, tao ăn dưỡng trắng đó nha. Đi ngủ kem á, không tùy luôn, không mua. Ôi. Suốt ngày trà sữa, mấy trà sữa là cái gì mà nó mê dữ dằn ngôn chứ biết. Tao nói rồi đó, trà sữa là xiết gì chân. Mà nó đòi quá không thấy cũng tội vậy trời. Thôi bây giờ mua mẹ cho nó uống đi. Mà thôi đi. Mua về làm luôn mẹ chứ rồi. Ba trà sữa dễ gần chết. Trời ơi, tao làm một cái một. Đơn giản có gì đâu. Trời ơi, tao làm một ngon mà tiệm nấu nữa. Thì đợi cho nó khô đi em cho chuyện mới về với chồng. Ừ, làm gì vậy? Nó bự hả? Ê, nó nghe nè, ba cái mít, ba cái mướn của bà luôn. Trời, má ơi. Ta xin ba cái hộp giống về chồng. Đi đâu ạ? Đi mua sữa với trà gì là mày sữa uống nè. Cái sữa? Cái sữa uống là gì nữa? Trà sữa đó. Mày tự nhiên nay mày thèm ba cái này nữa hả? À, không có đâu. Cái trà sữa gì hot mày nó. Thằng Hí nó kêu tôi á là đi mua cho nó thầy mua trà sữa uống. Thôi, mua về nhà làm. Cho nó mua đi, có bao nhiêu rồi. Mày mua này có 80 chứ nhiêu. Giờ ra uống được vừa nhiều. Vậy hả? Ừ. Tôi có biết làm không? Tao nói mày uống một xíu ngán à, mà hơi đau mà đừng làm chuyện cực. Trời ơi, tôi quên một cái một là xong, cái gì mà không biết làm má. Trà dạ. Trà đơn giản, trà sữa mà, thì ở ngoài đó nè, tao nói mày nghe nè, người ta có trân châu tùm lum tùm la nữa đó. Tức là trân châu vậy? À, nó có làm trân châu nữa. Có luôn hả? Ừ, xíu uống trà sữa nha. Rồi, có chút xíu. Ê, có gì cho tao ly nha. Rồi. Rồi, về đi. Nó xiên quá mày. Về đi, vậy bữa lại khô anh cho em cho nha. Về gì nữa đợi không hả? Ông không? Nghe nè. Dạ. Nó múc cơm xong nước coi. Bà nấu gì đó vậy? Pha ra miếng trà. Lẹ đây. Để tôi lấy cái xô. Ôi nó mệt. Rồi xong. Nấu cái gì mà một nồi trà bá lửa vậy? Cái gì? Làm gì mà tới một nồi nước trà bá lửa vậy? Im lặng và làm đừng có hỏi tôi một cái. Suốt ngày ha. Hỏi ngoài trời ơi. Rồi xong rồi tan canh gió lạnh chiến này luôn rồi. Rồi luôn. Cắn tươi vẫn giả trơn luôn rồi. Ôi. Làm hậu đậu quá, hậu đậu à. Ôi. Lấy đầu lao coi. Mà dở ra như tao lấy cái chổi tao quét coi. Hết trơn cái bộ bình tôi luôn rồi trời. Cái bột nó bị xì nữa. Quét đàng hoàng coi. Là mà không có coi gì chứ em. Nước nước coi. Ôi. Thằng Hí đâu à? Gì? Hí đâu rồi? Đi chơi rồi. Tối ngày đi chơi hoài đi. Phụ gì được đó chứ. Chứ ông có khác nó đó, ông khác nó mà. Ê, thấy tôi đang phụ, tôi thấy tôi đang nhóm lửa không? Ừ, phải rồi. Tốt lắm, cha với con tốt lắm. Suốt ngày bài với tôi làm cũng mà. Dù gì tôi cũng tốt hơn nó. Ừ, phải ông tốt lắm. Ê, đổ một cái tay thẳng ra đổ vào cái này coi. Kìa tay kìa. Đổ bột thêm hả? Ừ. Nhiều hết. Cái gì? Hết luôn hay gì? Ừ. Ôi, nó thèm trà sữa trân châu. Bữa nay nấu trà sữa trân châu đừng ghen cho hai cha con uống. Rồi biết có biết làm không vậy trời? Gì? Có biết làm không vậy? Sao không? Giờ sửa sau đường đen có không biết đường làm. Đường giản muốn chết luôn làm thì dễ vậy đó.
Người ta mắc ngớ gì thèm, ta đi ra mua ly, ta uống mẹ đi chứ hết thèm. Thôi, phải mất công làm. Tôi làm ở nhà cho chắc chắn. Ăn làm ở nhà tự ngon. Rút kinh nghiệm từ viên chè cho nước đặt trước là thôi, là ngày nào phải ngon hơn. Làm tốn công tốn sức rồi kể lễ nữa. Nó nghe nè. Ăn uống thì không có gì. Đổng nước gì dùm coi. Đổng nước cho coi, đổng nước cho coi. Nhiều hết. Nhiều vừa thôi. Từ 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 ông nội ơi. Rồi chèm nhẹp luôn rồi. Từ. Cái này nhồi bột làm chăn trâu. Làm chăn trâu là phải nhồi bột vậy đó. Ừ. Ê, chăn trâu ta màu đen mà sao chăn trâu này trắng là sao? Từ từ bỏ màu vô nó màu đen được. Bà bỏ màu gì màu đen? Gì? Bà bỏ màu gì mà nó thành đen? Cà phê. Là cà phê nó thành đen. Ừ. Cái mà mình muốn màu khác này sao ta không gì? không muốn màu đen. Gì? Không muốn màu đen, muốn màu khác sao? Muốn màu khác là tìm mua. Ha, hay hỏi quá. Hay dĩ quá. Tao làm nhiều màu đi. Thích màu nào tao bỏ màu đó. Vì ông làm nha. Tôi đâu biết làm đâu. Bà hay mà bà biết làm mà. Thằng vui làm là mệt, làm mệt nó thèm gì mát vô nhưng biết. Gai trà cho ta, gai trà sữa cho ta. Chưa. Bà Ê, gì ông nội sao lưng ngồi nào vậy? Nãy giờ tôi đây chứ đâu, tôi đang coi bà làm nè. Gì? Chưa ra đâu. Chưa ra sữa hả? Ừ. Ê, nó nghe nào? Thấy nó còn vàng khè sữa đâu mà sữa hả? Tôi nặng cục chân trâu cả này được không? Ừ, má ơi. Bà chân trâu của bà đó hả? Thì nè, chân trâu đường đen nè. Bà làm chân trâu hay là bà làm cái bánh bò vậy? Cái gì? Chuyện nó chán bánh bò vậy bà nội? Thì nó lâu con mà nó thèm ăn lần cho nên nó khỏi thèm luôn. Ừ, má ơi, sao làm nhiều màu quá vậy? Cái gì? Nhiều màu gì? Này một khi ăn cho đỡ ngán. Nè kia ta, ăn trâu kia ta. Ừ. Nhìn nó cũng rất gì mà này nọ rồi đó. Thì nó ăn là trừ cơm nha. Nữa hả? Ừ. Nấu nồi ăn sao hết bà nội? Cái gì? Ăn sao hết? Không, mẹ chín với mẹ sáu qua ăn nữa. Ừ. Rồi chia cho người hồi sớm ngừng ít. Chia đi chứ ăn mình nên ăn hết cho. Rồi có bỏ đường vô chưa? Bỏ đường vô không? Bỏ đường vô nữa chứ lạt nhắt uống gì? Rồi. Ê, một gói sữa đủ không? Hả? Một gói sữa sao đủ? Đủ. Đủ như ta. Hay ra rồi. Ra cái màu trà sữa này nè. Đó, chơi cái trà sữa này nè. Trời ơi. Ê mà cái công thức của bà lạ quá ha. Cái gì? Nấu trà rồi bỏ sữa vô là thành trà sữa đó hả? Ừ, trà sữa đó. Rồi bột cái thêm màu vô là thành chăn trâu. Ừ. Lạ ghê ha. Ừ. Trời ơi. Đến giờ hồi đó giờ tôi mới thấy công thức này lạ lẫm như bà đúng á. Anh thằng không có ông lạ. Đỡ trà sữa đó. Hay lấy cho mua thêm ký đường nữa không? Đường hả? Ừ. Ê. Hả? Mua ký đường đi. Ký nữa không? Ôi. Ký đâu không? Nó đi chơi chưa về. Kêu nó về cho tôi coi. Tôi nhìn cái nào trà sữa bà tôi ấn lạnh quá. Trời ơi, sữa ta ngon gì mà ấn lạnh. Tào lao biết lao. Bỏ đá vô uống một cái không ngon lông thằng trưởng mới lạ. Ủa, liệu là... đầu thống? Hả? Liệu có nhà không? Ta ra nhà chị. Cái làm xong chưa? Em đi kiếm hiểu. Xong rồi chị. Cái cục gì xanh xanh đỏ đỏ vậy? Cái gì? Cục trời chăn trâu á. Cái nào ơi? Ê, lần đầu tiên trong cuộc đời của tao á, 40 mấy năm sống trong cuộc đời, đã thấy cái cục chăn trâu của nó tản thần vậy luôn á. Hả? Rồi mày nấu cái ơ gì vậy? Cái ơ trà sữa mày nấu á hả? Ừ. Cái thằng ơi, mày đãi cả làng luôn hả Liễu? Gì? Mày tính đãi cả làng luôn hả? Ê, đi gọi Ngọc qua chơi. Có Ngọc hả? Ừ. Anh đợi tao xíu đi. Tao nói bà tao nấu cái này là hết thèm luôn. Bà Sáu đâu mày? Bà Sáu đang qua, bà Sáu đang qua. Alo, Ngọc ồ hả? Ngọc. Nghe. Mày làm gì tao hỏi mày không nghe, đi qua nhà Liễu chơi nè. Vụ gì vậy? Có đồ ăn, có đồ uống của mày luôn. Ngon lắm trà sữa. Chung. Ngon lắm. Rồi. Tao nói mày cái cục chân trâu nào cỡ mày không á. Rồi, ông nghe qua đi. Rồi. Nó qua liền. Trời ơi, cái cục này con Ngọc nó khoái lắm nè. Ừ. Mày làm đủ màu luôn á hả? Đủ màu luôn. Công nhận. Xong chưa? Đó. Đấy nữa. Ê.
chạy đâu vậy bà nội hả? Vì đây tớ, ăn vô. Phụ tôi má, ăn phụ tôi má. Thằng ơi là trời, cái gì bà ly trà bá nữa gì mèn. Ơi tính đâu là nấu có chút xíu. Anh ơi, Thủy ơi, cái kiểu vô. Như là cô của mày đi. Như là siêu to khổng lồ đi chơi nha. Tối ngày đi nha. Về mà em mới về mua trà sữa cho mày uống kìa. Đứa nào gì? Mua đâu nấu luôn rồi mua gì? Đứa nào kêu nó nấu trà sữa? Thì mua đồ về nấu. Nè, mày thèm đúng không? Cái tác hại của con nè, con thèm nè. Má con nấu cho con uống rồi đó. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Dậm cũng hấp dẫn quá nha. Con kêu mẹ mua mà. Cái gì? Con kêu mẹ mua mà. Thánh thật ở trời. Ông ở tiệm làm gì nấu ngon bằng mẹ con. Con chưa nghe câu mà cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon hết trơn hả? Đó uống đi con trai của mẹ. Đó. Uống một lần là tản thằng luôn là cũng hết. Đi má tới. Ủa, bé Ngọc. Dạ. Em ta thấy là cái ly đó là mình chia cho sớm với một cái nồi nó đưa cho bé Ngọc được đó. Mới qua mà bán một câu thấy vui ha. Ê, nghe nói bà thèm trà sữa lắm đúng không? Nè. Ủa nè, nó kỳ kỳ vậy. Ủa. Nè con trai. Ê, này gì hả? Cái ống hút cái gì? Hắn nói cái ống hút gì mà mừng vậy? Cho nó hợp với cái ly trà sữa. Nè con trai của mẹ uống đi con. Thèm uống lần là hết thèm nha con. Cái này sao tao thấy mày giống dằn mặt đúng không? Ê mày móc, mày móc. Ê mà phan đây, cái gì ở dưới vậy? Cái gì ở dưới cho vậy? Dở lên. Bánh gì vậy? Trăng trâu. Trời ơi, tao tưởng nó có bánh tiêu. Trăng trâu gì kỳ vậy? Nhìn nó chan bánh bò luôn. Có đủ màu luôn. Trời ơi. Ê giống như bánh bò quá ha. Không, tay nặng dùng trăng trâu nhỏ nhỏ làm biến nặng quá. Ê hồi nãy thấy có cái màu hồng nữa. Vậy hả? Ừ, nhiều màu lắm mà thôi. Thôi một ít rượu đi, ăn cho hết nha. Thử đi. Rồi. Bật chạy qua đây gì lẻ vậy? Tôi đi tay nước mà. Vô ăn trà sữa nè. Bữa sáng vô vô chơi. Ăn coi ruộng xong chưa? Coi xong rồi, mình kêu bà trời tôi qua. Em ơi. Ê đi 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 lẻ về lẻ. Mày về lẻ ở nhà có ông mày về đây. Ui là trời. Ai mượn hôm qua vậy? Đi qua mà đi qua còn kêu tôi kiếm bà nè. Một mình tôi chịu trận là được rồi. Cái gì gì mà chịu? Nè. Ui là trời. Người miếng đi nha. Uống cho hết nha. Mất nổi mẹ. Cha này không muộn rồi, đi về nhà đi cũng đi qua kiếm tôi nữa. Ừ. Bắt ông lấy ông hút ông lấy ông hút ông. Nghe thống nói sao con sao con nó nấu trà sữa. Con ra mình tính uống trà sữa. Nè để tôi lấy vài cắm hút này. Làm cái gì vậy trời, nó chuyện cái nước hả? Có đâu trà sữa. Ngon không con? Giống nước rượu nghe. Em bỏ đáy vô cho vừa ăn. Tao nói tao bảo đảm là suốt cuộc đời thằng Hí con mày là nó không dám uống trà sữa đâu nha. Ờ, con thèm trà sữa không con? Con thèm trà sữa không? Nè anh Sáu. Ờ. Để lấy chậu em lấy hút cho. Lấy từ từ nha. Nè bà uống trước đi bà. Ủa không có. Tao thấy cái này là đưa cái mỏ vô hút đại luôn rồi, chứ ống hút chi cho bà dễ vậy. Nó canh không á trời. Hôm đụng hút kè. Cũng dầm. Trà sữa em ngon làm ngon lắm trời. Ngon dữ chưa? Là sữa đó hả? Sữa. Rồi, có ống hút đây mỗi người trải lên nha nè anh Bảy. Đúng rồi. Sao? Ủa? Mở đại hội gì vậy trời? Ủa, gì liệu? Ủa, ở đâu đâu? Đây, ngừng đi, ngừng đi, ngừng đi nè. Mở đại hội gì mà kêu qua đây vậy? Ủa, đâu đi vậy chứ liệu? Cho tựa, cho tựa. Đây, 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 ai mới vừa phát cho người cắm hút nè. Cái gì hả? Cái gì hả? Chị nói chị có kè hả? Trà sữa, trà sữa, trà sữa. Trà sữa mà nó bỏ trong tô vậy đó. Hí ơi, đi chơi, Hí ơi. Đi chơi, Hí ơi. Không nào, không nào. Ê, đứa con đây uống trà sữa nè. Ui, dạ. Hai tụi bay ngủ Hí uống trà sữa đúng không? Rồi qua đây uống với nó nè. Cái đó là có phước cùng hưởng, là có quà cùng chia. Rồi, đây nè, chia nè. Hai đứa đưa trong đây luôn. Sống 23 năm trời, năm nay con mới được uống trà sữa gì năm sau. Thằng trời đứa con cám hút. Dạ, cám hút cho con. Ôi là trời, cái gì chân trâu của nó ta tưởng đâu chuyện hả, chè cho nước. Không ơi, chị làm ruộng nè. Cảm ơn chị nghe. Ai uống trà sữa nè. Ủa cái gì vậy? Trà sữa là sữa. Ủa? Cho cám hút luôn nè. Kìa sẵn cái thau luôn rồi kìa. Sẵn ngồi ngồi xuống uống luôn. Cái này giống chè sữa. Đó đó, hùng nước đá đi rồi bỏ múc trà sữa cho uống nè. Thôi thôi, lại lỡ đi. Liễu ơi, cho em xin rồi cho Liễu ơi. Liễu có lòng rồi mình cứu uống. À, cho chị xin cái tô nhỏ này đi, chị yêu hết à. Ủa thôi. Qua xin gì vậy? Sẵn vô đi chơi nè. Sẵn vô uống trà sữa luôn. Tính xin đồ thôi. Ê ngon nha. Nè, vô uống trà sữa luôn nè. Cô có lộc ăn gì đó hả? Ngon không? Nè. Ngon. Cái gì vậy chị? Ủa nóng quá chị cho em miếng. Ê cũng ngon lắm chứ bộ chạy. Ngon. Kẻ miếng này. Tại mình nhìn thấy nó nhiều nó hơi ấy vậy thôi. Hấp dẫn quá ha. Đây, con muốn phụ mỏi tay quá. Ngon nghe, ngon nghe. Ở uống nhiều lấy gì nè. Thôi. Ngon. Hiểu không? Thôi uống đi, uống cho đã thèm đi, nào hết thèm rồi mốt được cái đòi nữa nha. Nè. Uống tự nhiều lắm trời. Rồi thấy uống cái ly đó gì nè, không thấy. Nghe. À, trăng trâu, ăn trăng trâu rất là ngon. Nè, mút cho em miếng ơi. Rồi mút đi, mỏi tay quá.
rồi. Uống lần là hết thì mà sữa luôn nha mọi người. Đúng rồi. Mà nói cái tôi mà về khỏi ăn cơm luôn chứ ăn gì nữa nổi. Cái trà nó không giống cái trà ở ngoài chợ nha. Sao vậy? Nó thơm hơn. Trời ơi, tôi mua trà xịn, trà dứa mà. Gì hả? Ừ. Trà lá dứa hả? Ừ. Trà lá dứa mà sữa. Thôi đi. Cái cục bên sao mà gấp lên được đó. Trời ơi, có ăn là uống hết đi, lấy hút, hút. Lấy hút hút, đi về giặt đầu có liên quan. Uống cho hết thèm nha, mốc được cái đồi nữa nha. Kiểu này làm no cả tuần lễ luôn á. Nó với mày uống xong ngán nha. Bỏ bỏ giờ nữa. Nghe nè. Có cái dự định mở quán trà sữa không? Tính mở đó. Chị biết đường chi né. Nói chứ bỏ đi chịu ủng hộ cha. Bà mở đi tôi ủng hộ. Ngon mà. Ngon chứ bộ. Cái món này mấy đứa nhỏ nó khóa dữ lắm. Tôi. Ngon nghe. Ngon. Vua. Cái này là đạo của Ngọc. Để cho chị thêm miếng đá nữa đi. Đó, để tôi em làm thao này là hai anh em mình đi ra làm cái đống. Tao. Đây còn thao không mà nói vậy luôn á. Ê trà sữa thao. Ê ngon ghê á. Mẹ con thao với tôi không? Mấy món trà sữa tảng thần. Hút lỡ chút xíu có cái cùng chân dâu mà cái muốn xỉu nghe. Tôi gần 40 năm mà tôi mới ăn trà sữa của mày á. Đi hả? Ngon. Ngon lắm. Ê ngon ghê không? Ngon ghê á. Lâu lâu làm này cũng vui ha. Bà con hàng xóm quá trời luôn. Ừ. Nói một nồi nó cũng qua chơi nè. Đây rồi qua kêu trà sữa. Ê ơi, em ơi, lẹ tới tôi em ơi. Gì mà hối dữ vậy? Quá trời đau bụng rồi nè. Từ từ tôi mới vô mà đợi xíu đi. Trời đất, cái thằng đồ mới gọi trong cái tiếng hồn mới vô gì nữa. Được đau bụng lên bà, để đợi một xíu đi trời. Trời ơi trời, rút lại hết hai tô đó trời. Lẹ đi. Cũng bà, cũng nói bà bài đầu đó, bây giờ cả này nè. Đợi một xíu đi. Ôi.